Ở xã Sơn Đông giờ này tầm khoảng 5 giờ chiều. Tầm mới 5 giờ chiều á, tàu xà lan chạy kìa, đò qua kìa. Em bây giờ là đò 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 qua rồi, em phải đi lên thôi. Em đứng ở dưới sông luôn nè. Nước cạn, hôm nay nước rất là cạn. Tàu bự tới rồi, nước rất là cạn luôn. Xuống ngay chỗ đây là cái nơi để mà ghe đấy mà bến đò cập bến á, hôm nay ta chạy xuống nha. Một chiếc xà lan to chạy ngoài trước rồi. Dòng sông hôm nay rất là đẹp luôn, nước ròng. Không có sóng. Đi lên thôi đi. Đi lên rồi. Cập bến này. Đẹp lắm. Không hết trơn. Không hết trơn. Nước cạn hôm nay, nước cạn hôm nay luôn. Sắp nó xong rồi nè. Lòi chế bần ra nè. Những cái bần già lâu năm như bò bần. Nhờ những cái bần về giữ được đất nó xong không sạch bỏ nha. Ghe này chở gì không biết, kính mít luôn. Chiếc lớn nó kè chiếc nhỏ thôi, chạy chiếc lớn nó kè chiếc nhỏ chạy quá trời chạy luôn. Nên là bến đò, bến đò buổi chiều nhìn vui mắt quá, nhìn đẹp không kém gì ở bờ kè Chợ Gạo luôn nhé. Bình thường thấy xà lan sơn xanh, không, cái này sơn màu nổi hiếm, là màu đỏ mà đó là gạch tôm nữa chứ, rất là đậm luôn, rất là đậm luôn nha. Xà lan nghe chạy sóng hấp mạnh. Xà lan hầm chạy. Đây là bến đò xã Sơn Đông nhé khán giả mình. Bến đò này được có từ rất là lâu đời. Người dân đi qua bên chợ, bên thị trấn Chợ Gạo hoặc Mỹ Tho bằng đường đò này rất là nhiều luôn. Bên đây là xã Sơn Đông, qua bên đấy là bên mé đò bên kia là thị trấn Chợ Gạo ạ. Sông này là sông Chợ Gạo nhé. Từ con sông này, từ dàm Kỳ Hôn chạy xuống đây rồi chạy dài xuống tới Chợ Gạo, xuống tới Gò Công, dàm Láng, Láng Biển, Biển Tân Thành luôn nhé. Con sông này
rất là dài, trải dài ra cùng nối với Bến Tre hoặc là các tỉnh lân cận luôn ạ. Vì vậy con đoạn đường sông này rất là nhiều xà lan tàu ghe chạy đoạn đường này ạ. Một chiếc xà lan to khủng luôn này chạy. Chiếc xà lan, quá xà lan này cực kỳ là to luôn. Xà lan này không có chở hàng nên nó nổi lên mặt nước rất là dài. Từ xa nhìn thấy thế thôi chứ xuống dưới là nó còn rộng hơn cả một cái căn nhà nữa, rất là dài ạ. Một chiếc bo bo chiếc bo bo quá rồi, chiếc bo bo nè. Chiếc bo 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 à, chiếc bo 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 chạy nè. Ôi bo 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 chạy rẽ nước bên kia kìa, đẹp ghê không. Chiếc bo bo rất là đẹp luôn. Chiếc bo chạy xa tít đó này. Rồi đò ra cặp bến bên thị trấn Chợ Gạo rồi nhé, là mấy sông bên kia phi dém tới đây là kết thúc rồi. Em tạm biệt, bye bye.